tất cả các chị em, mình là Catherine Nguyễn, mình đang sinh sống tại miền Đông Hoa Kỳ. Xin chào tất cả các chị em, Nga Tôn đang sinh sống ở Đà Lạt. Rất là vui được gặp gỡ các chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào các chị em trên toàn cầu. Aloha, đến từ Bắc California. Hello tất cả các chị em là Thanh đến từ thành phố Perth, miền Tây nước Úc. Hello, mình là Vinh Lương đến từ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, nước Mỹ. Vâng, xin chào đón tất cả các chị. Ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở tại nơi đây và ngày chủ nhật hàng tuần đúng không ạ? Rất là mong chờ, giống như là một gia đình thứ hai, làm sao? Như một gia đình, em cứ đang cảm nhận như là chị em chúng ta nhà toàn các chị em gái. Nhưng thực sự đây là một cái chương trình đặc biệt dành cho chị em phụ nữ và làm sao để cùng nhau giúp nhau có 365 ngày hạnh phúc. Và ngày hôm nay em Mai Linh cũng trở lại để làm MC kết nối tất cả các chị em chúng ta đến với những cái giải pháp với một cái chủ đề vô cùng là thú vị. Và cái chủ đề này em Mai Linh tin chắc rằng tất cả trong chị em chúng ta cũng ai đó cũng ít nhất từng một lần, nếu như giả sử có ai đó nói không bao giờ ghen, nhưng khi gợi ý cái điều này các chị sẽ cảm nhận được ngay, bởi vì ghen là một cái trạng thái cảm xúc các chị. Thế thì chúng ta cũng phải có một cái nghệ thuật ghen như thế nào đúng không? Ông bà ta thường nói là gì ạ? Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Các chị ghen như thế nào? Ghen cũng có nhiều cấp độ, cũng có nghệ thuật đúng không ạ? Và cái topic đó là gì ạ? Ngọt, đắng, vị ghen. Các chị thấy có thực sự là hào hứng không ạ? Và riêng cá nhân em Mai Linh thì về cái cảm xúc này thì mình chợt nhớ lại từ những cái thời mình bắt đầu biết yêu, bắt đầu được yêu, và đến bây giờ khi mà ở cái tuổi 40 mình cũng có những cái trải nghiệm, cũng có những cái cảm xúc mới nhận ra rằng là gì ạ? Wow, nó cũng cần phải học các chị. Cũng cần phải học. Và ở trong cái group này, trong cái tương tác này, hôm nay chúng ta cũng đang phát live ở trong Women to Women Talk. Nếu như tất cả chị em của chúng ta đang nghe, hoặc là ai đó được các bạn của mình mời vào đây, thì chúng ta hãy cùng nhau tương tác và cùng nhau chia sẻ những cái cảm xúc của mình trong suốt 60 phút tiếp theo nhé. Và cái chủ đề ngọt đắng vị ghen ngày hôm nay cũng là một cái chủ đề mà rất nhiều chị em mong đợi. Và cái người phụ nữ mà em Mai Linh xin mời được lên đây chia sẻ với cả tất cả chị em chúng ta, đầu tiên là một người phụ nữ sống ở một cái nơi mà em Mai Linh thấy rằng là gì ạ? Nó vô cùng là tuyệt vời, với một khí hậu vô cùng là mát mẻ ở Việt Nam, mà là một nơi rất là lãng mạn. Nếu như mà bình thường mà là một người sống ở Hà Nội như em Mai Linh thì nghĩ rằng là mỗi một lần nếu mà mình được có mặt ở tại cái nơi đấy thì chắc là mình sẽ không bao giờ ghen mất, bởi vì vô cùng lãng mạn mà được ví như là một cái nơi để cho những cặp đôi tình nhân được trở về, được sống lại đúng không ạ? Gần như là nơi để tình yêu bắt đầu. Thế thì không biết được cái góc nhìn của chị như thế nào khi là một người phụ nữ được sống ở cái miền đất như thế này. Nó là một cái vùng là gì ạ? Lâm Đồng ở tỉnh Lâm Đồng Việt Nam, đó là gì ạ? Thành phố Đà Lạt. Các chị có thấy là gì ạ? Khi nhắc đến thành phố Đà Lạt là thành phố của tình yêu không ạ? Thế mà ngày hôm nay cái chủ đề này là chủ đề mà chị là một người phụ nữ đưa ra cái ý tưởng và đưa ra cái cho chị em tất cả những cái giá trị để chúng ta cùng thảo luận và cùng trao đổi. Mai Linh xin được trân trọng mời người phụ nữ xinh đẹp và vô cùng yêu thương. Xin mời chị Nga Tôn đến từ thành phố Đà Lạt, Việt Nam. Xin chào em Mai Linh, xin chào tất cả các chị em đang trong Zoom cũng như là đang xem live trên chương trình của chị em mình với buổi tối chủ nhật giờ Việt Nam vào lúc 20 giờ ha. Cảm ơn cái lời giới thiệu rất là ngọt ngào, rất là đáng yêu của Mai Linh, ngọt ngào cũng và xinh và dễ thương giống như là MC của chúng ta buổi tối hôm nay vậy. Thì cái chủ đề này phải nói rằng là nó là một cái chủ đề muôn thuở đúng không ạ? Và mình tin chắc rằng là ngày hôm nay thì mỗi chúng ta sẽ được nghe những cái chia sẻ của mỗi chị em và mỗi một góc nhìn khác nhau ở những cái lứa tuổi khác nhau. Thì tại vì mình nhìn thấy xung quanh ở mình thì có những chị em thì ghen thì rất là khổ, khổ vì ghen và cũng khổ vì được ghen nữa, vì bị ghen nữa. Và nhưng mà cũng có những người thì lại cảm thấy rằng là rất là thích khi mà mình được ghen, hay là mình ghen một người nào đó, tức là cái người mà ở bên cạnh mình ha, người yêu hay là chồng. Thì người ta nói rằng là có yêu thì mới ghen, nếu không yêu thì không ghen. Lại cũng có quan niệm rằng là ghen thì nó phải ở cấp độ nào đó, chứ không thì nếu mà ghen nó cũng như là một loại gia vị vậy đó, giống như muối hoặc là như ớt á. Đúng không ạ? Ông bà mình vẫn cứ hay nói câu là ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Nghĩa rằng là phụ nữ là sẽ là cái phái mà ghen nhiều hơn là phái nam. Đúng không ạ? Nên rằng là
có những cái việc mà ghen đúng hay là ghen chưa đúng, hay là ghen nó có vị ngọt hay là vị đắng, thì đó là do quan điểm của mỗi người hay là góc nhìn của mỗi người. Tại vì trong cuộc sống thì mình đã thấy có những chị em rất là khổ khi mà đi ghen cái với người đàn ông của mình, đúng không ạ? Và suốt ngày sẽ lo lắng này, sẽ đi rình rập, tức là cảm thấy rất là khổ. Và cũng có những chị thì than thở rằng là tại sao chồng em thì ghen quá, hay bạn trai của em ghen quá đến lúc em phải ngợp thở luôn, em thấy mệt mỏi khi mà bị ghen như thế. Thế thành ra là nó sẽ có rất là nhiều những cái góc độ khác nhau. Và nếu như là một gia vị thì nêm nếm như thế nào cho nó vừa, đúng không ạ? Nó làm cho cái món ăn nó ngon hơn, làm cho cái hương vị tình yêu nó tuyệt vời hơn, hay là mình ghen quá đi rồi thì nó sẽ trở thành cái nỗi ám ảnh, cái nỗi sợ hãi vì cái sợ bị ghen. Thì đó là một cái chủ đề mà mình nghĩ rằng là rất là nhiều chị em quan tâm. Thì với bản thân mình thì mình cũng không biết rằng là mình có bị ghen quá hay không, nhưng mà mình cảm thấy rằng là mình thì không với bản thân mình thì mình thấy rằng là mình không phải là người quá ghen, nên rằng là hầu như là mình cũng không phải quá khổ về cái vấn đề đó. Nhưng mà mình chỉ nhìn thấy xung quanh thôi. Vì bản thân mình thì vẫn nghĩ có một cái suy nghĩ như thế này: chỉ một ghen chút chút và ghen đúng lúc, ghen đúng chuyện, chứ không phải là chuyện gì cũng ghen, đúng không ạ? Tại vì mỗi người là một cái cá thể khác nhau, nên rằng là mình không thể nào mà kiểu như là lấy vợ lấy chồng rồi á thì sao ạ, là cái gì cũng của chúng mình hết, nên cái gì cũng được vậy là sao, không được có cái chuyện riêng tư. Nên rằng là có một cái câu chuyện rất là vui, đó là khi mà anh chồng á, là suốt ngày nói là vợ thì suốt ngày nói rằng là bây giờ là chúng ta là một rồi thì cái gì cũng phải của chúng ta cơ. Thế nên là có một hôm thì anh chồng mới đi tìm đôi giớ thôi, mới hỏi là em ơi em có thấy cái đôi giớ của chúng mình không, tức là đôi giớ của anh ấy, nhưng mà lại hỏi đi đôi giớ của chúng mình không, tại vì là cô vợ là cứ quá khe, quá ghen như thế. Thế thành ra là cũng rất là ngột ngạt. Nên là bản thân mình thì là dù là vợ là chồng hay là người yêu thì mỗi người cũng đều có những cái khoảng nào đó để mà có một cái sự tự do với bạn bè. Ví dụ như mình vẫn có thể đi chơi với bạn bè, mình có thể cà phê cà pháo với bạn bè, đương nhiên nó sẽ có một cái giới hạn nào đó, nhưng mình vẫn phải có một cái khoảng không nào đó để dành riêng cho bản thân mình, chứ không phải là lúc nào cũng phải có vợ có chồng kè kè bên cạnh thì nó lại rất là ngột ngạt, bị kiểm soát đó. Nó thật với mình quan điểm như vậy, nên là với ông xã của mình cũng không có đặt nặng cái vấn đề là ghen tuông thái quá. Khi mà anh có thể bạn bè hay là có thể đi chơi riêng hay như thế nào đó thì mình cũng không quá nặng nề cái chuyện đó. Nên rằng là mình không bị cái cảm giác là mình sẽ phải ghen, rất là khổ vì ghen. Nên rằng là mình chỉ thấy rằng là mình tôn trọng tất cả những cái gì riêng tư của nhau, và có thể chia sẻ với nhau những cái điều gì đó, nhưng mà mình không có đặt nặng quá cái vấn đề là ghen. Và mình chỉ muốn rằng là sao mình phải làm sao để hút, đúng không ạ? Mình không đi ghen người ta, nhưng làm sao đó người ta phải mình sẽ phải hút người ta để mà người ta sẽ phải ghen ngược lại với mình ấy. Nhưng mà cũng đừng có để mà giống như là quá ràng buộc. Có những cái ghen á thì đó là gia vị, nhưng có cái ghen nó là sở hữu. Nó nhiều khi người ta nhân danh tình yêu để người ta ghen quá đáng, để mà coi như là trói buộc nhau, quá ràng buộc nhau về những cái mà rất những cái điều rất là nhỏ nhỏ như vậy. Nên rằng là mình phải phân biệt được rõ là đâu là cái ghen để cho gia vị nó đậm đà thêm trong cuộc sống của mình, hay đâu là cái ghen đắng để mà nó làm một cái, nó làm giết chết đi cái tình cảm, nó giết chết đi tình yêu, nó ngột ngạt. Thì chị em mình về bản thân mình cũng cần phải thấy tỉnh táo ở trong cái vấn đề như vậy. Nên rằng là hôm nay thì có rất là nhiều những chị em ở đây, có những chị đã U70, có một thời gian gia đình hạnh phúc, có cuộc sống đôi lứa cũng rất là lâu, cũng có những chị em thì cũng mới, cũng trẻ, thì mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Nên rằng là hôm nay thì rất là vui để được nghe những cái chia sẻ, để được học hỏi từ tất cả các chị em ha. Cảm ơn Dương Mai Linh và cảm ơn tất cả các chị em mình. Cảm ơn chị Nga Tôn. Chị em mình có nhận thấy cái chủ đề này vô cùng là hấp dẫn không ạ? Chị Nga còn nói về ngọt và đắng, thế thì em Mai Linh cũng chỉ chọn ngọt thôi. Nhưng bây giờ làm sao để chúng ta nhận ra được những cái cảm xúc và những cái biểu hiện của mình nó đang chuyển sang cái vị đắng? Đấy mới là điều quan trọng, đúng không ạ? Thế thì chị em phụ nữ của chúng ta thường gì ạ? Hay lo lắng. Chị Nga có nói một cái ý là gì ạ? Chúng ta lo lắng, chúng ta sợ rằng gì ạ? Chúng ta không đủ những cái giá trị để chúng ta bảo vệ cái tình yêu đó, nên là chúng ta mới thường gì ạ? Sợ mất cái tình yêu đó thì chúng ta mới ghen. Thế thì có những một số các chị thì cũng nói là gì ạ? Mình chẳng bao giờ ghen. Thế thì cái góc nhìn đấy nó như thế nào? Vậy nếu như là cái
các chị thể hiện cái biểu hiện ghen của mình đôi khi nó là ghen tuông hay là nó là ghen tị, đúng không ạ? Ghen nó cũng nhiều có trạng thái cảm xúc. Ví dụ như là bây giờ nhà em nhìn thấy một người phụ nữ mà có một cái bộ quần áo đẹp, em và ông em cũng rất là gato đấy, hoặc là một người phụ nữ mà được chồng yêu chiều chuộng, em và em cũng rất là gato đấy. Bởi vì cái từ gato là cái từ gọi là ghen ăn tức ở, nhưng mà thực ra nó đưa vào ngoặc kép là diện rất là tích cực. Ở đây là mình nhìn thấy thế, mình khen ngợi họ, mình cũng ghen tị với cái điều mà họ hạnh phúc như vậy, nhưng mà cái ghen tị đó để cho mình phấn đấu, mình phát triển để mình cũng được những cái giá trị như vậy, chứ không phải là mình ghen để cái chiều hướng đi xuống, đúng không ạ? Thế thì nhận diện cái điều đó nó thực sự là không phải là dễ dàng ngày một ngày hai, mà chúng ta đều phải gì ạ, cùng nhau chia sẻ và trao đổi để chúng ta nhận ra được những cái giá trị của cái biểu hiện ghen như thế nào để chúng ta đem lại cái vị ngọt trong cuộc sống và trong cả tình yêu nữa. Thế thì vậy em muốn được mời một người phụ nữ tiếp theo, một người phụ nữ mà nếu mà thực ra là đánh giá chỉ là nhìn bên ngoài thôi thì rất là khó để biết được, bởi vì chị cũng là một người phụ nữ rất là hạnh phúc, không biết được là chị có ghen hay không, và thường chị biểu hiện cái ghen của chị ở cái tình huống như thế nào hay ở cái khía cạnh như thế nào. Thì em Linh xin mời chia sẻ của chị Thanh đến từ thành phố Bật, miền Tây nước Úc. Xin mời chị. Rồi, xin cảm ơn Mai Linh. Câu hỏi rất là hay. Em xin chào tất cả các chị em đang có mặt trong Zoom ngày hôm nay, cũng như là các anh chị em đang xem trên Facebook Live của trang Woman to Woman Talk ha. Giới thiệu một chút xíu về bản thân. Em Thanh năm nay 46 tuổi, cũng có gia đình và đã có hai người con, một trai một gái. Thì thực ra thì cái chủ đề hôm nay rất rất là hay, mà Thanh cũng phải công nhận là như chị Nga có nói với lại như Mai Linh có nói rồi, thì ghen thì nó cũng là một cái gia vị của tình yêu thôi, nhưng mà không có ai, em nghĩ theo bản thân em thôi ha, thì theo em nghĩ thì chắc chắn là em cũng phải có ghen ở trong đó, bởi vì ghen là một cái vị của tình yêu, cho nên là ít nhiều gì á mình cũng phải có ghen chứ không phải là không ghen. Nếu mà không ghen thì có thể người chồng của mình lại nghĩ là ô em không yêu anh hay sao mà anh làm gì, anh đi đâu em cũng không hỏi thăm, không phải hỏi han gì. Hay là nhiều khi ví dụ như là người chồng của mình á, mà đi ngoài đường cùng, đang đi cùng với mình mà nhìn thấy một cô nào mà xinh hoặc là có một cái dáng eo thon, dáng đẹp, nhìn rất là gọn gàng chẳng hạn, thì chồng của mình cũng nhìn người ta bằng cái cách giống như là kiểu như là cái sự mong muốn mình cũng hình như là biểu hiện của cái người chồng của mình, cũng mong muốn của mình cũng phải diện lên, hoặc là mình phải có một cái dáng người thon thả một chút hay gì đó. Cho nên là Thanh ngày xưa mới đầu thì Thanh cũng cứ nghĩ là mình ghen thì mình ghen, nhưng mà mình không có ghen nhiều như chồng mình thực sự luôn đấy. Cái câu chuyện này là câu chuyện thật Thanh kể nha, tại vì ông xã của Thanh là lớn hơn Thanh tới 24 tuổi mà anh ấy ghen rất là nhiều. Nghĩa là mình đi làm cùng với anh ấy trong suốt cái thời gian mà hai vợ chồng đi làm thì làm chung nhau ha, sẽ đi đâu cũng đi cùng nhau, rồi chỉ có lâu lâu thỉnh thoảng mình mới đi công việc một chút, hoặc là ví dụ đi giao hàng hay là đi gặp đối tác chẳng hạn á, thì lâu lâu một chút xíu thôi là anh lại hỏi em đang ở đâu đó, bao lâu mới về. Thì nhiều khi mình cảm giác cái việc đó là anh không phải là đang lo lắng cho mình, mà cái đó là anh đang ghen, mà mình thì thực sự là mình không có muốn những cái biểu hiện dễ ghen như vậy, cho nên là mình như thế nào á, mình không muốn họ như thế thì mình cũng phải là cái người như vậy. Nhưng mà thực sự mình và chồng mình hai người rất là khác nhau, bởi vì mình ghen ít mà anh ghen rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là cái việc đó là cái việc mà đôi khi mình cảm nhận là nếu như mà chồng mình không nếu chồng mình mà không yêu mình chắc là chồng mình cũng không có ghen đâu, cho nên là đôi khi mình sẽ cảm nhận được cái điều đó và mình chịu nhịn. Nhưng mà đôi khi nhiều lần quá thì mình về mình cũng có cáu với anh ấy, nhưng mà sau khi mà anh ấy nhận ra rồi á thì Thanh nghĩ là cũng có đôi lúc mình phải là mình nhường nhịn một chút, nhưng mà có lúc mình cũng phải giống như là lạt mềm buộc chặt vậy đó, đôi khi mình phải nhu và đôi khi mình cũng cần phải cương. Mà mình cương lên như vậy thì có thể là chồng mình cũng biết là mình cũng có ghen chứ không phải không ghen, nhưng mà đôi lúc mình cũng phải cương một chút. Thì bây giờ thì anh cũng đã thay đổi rất là nhiều. Anh cũng nói thẳng luôn là anh biết là ghen thì nó sai. Và nếu mà ghen quá thì có nhiều khi cái vợ chồng mình sẽ hay bị hục hặc hay là hay cãi nhau hay cái gì đó. Cho nên là anh biết rồi và anh đã thay đổi. Và mình thấy cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Cho nên cái điều như Mai Linh vừa mới hỏi thì Thanh chắc chắn một điều ở bản thân mình là mình cũng có ghen. Cho nên là
ít nhiều thì mình cũng có ghen, và cái biểu hiện ghen của mình là đôi khi mình hay để ý xem là anh ra đường anh có nhìn người khác hay không, là mình về là mình cũng béo ngay chứ không phải là không. Đó là cái biểu hiện của mình là ghen như vậy. Còn có nhiều người có thể ghen, có khi là về kiểm tra điện thoại của chồng mình xem là chồng mình hay nói chuyện, có nhắn tin với ai hay không. Thì cái chuyện đó thì Thanh không có, bởi vì hai vợ chồng mình tin tưởng nhau, cho nên là điện thoại của Thanh hay là điện thoại của chồng đều hai người cùng biết luôn cái mật khẩu của mình là gì, chồng biết vợ, vợ biết chồng, cho nên là không có cái điều đó. Đó là cái phần của mình hôm nay muốn chia sẻ với tất cả các chị em. Cảm ơn Mai Linh rất nhiều, cảm ơn các chị em đã lắng nghe. Cảm ơn chị Thanh. Cái béo nhau đấy thì em Mai Linh tin chắc rằng là chị em phụ nữ mình cũng dễ làm, đúng không ạ? Thế thì có lẽ là ra đường không cho anh ấy nhìn gái xinh mất. Thế nhưng mà để anh ấy không nhìn gái xinh thì việc của chị em mình là mỗi một ngày mình phải đẹp hơn, mỗi một ngày mình phải xinh hơn thôi, đúng không ạ? Và nó rất là đơn giản. Nếu như mà ở nhà mà lúc nào chị em chúng ta cũng tươm tất này, ăn mặc phải đẹp này, lúc nào cũng xinh đẹp và sexy ở đây quyến rũ, thì chắc chắn là ra ngoài các anh sẽ không có cơ hội để nhìn cô gái khác đâu các chị. Thế cho nên là chị Thanh, mỗi một ngày em nhìn thấy chị Thanh đẹp hơn, yêu bản thân mình hơn, anh lo lắng là điều đương nhiên rồi. Thế nhưng mà cái biểu hiện của chị Thanh rất là dễ thương, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đấy là thực ra là trong cái Woman to Woman thì chị em cũng đã được xuyên suốt một cái hành trình rất là lâu dài để được chia sẻ với nhau, cho nên là em Mai Linh tin chắc rằng chị em chúng ta sẽ có những cái giải pháp đã tuyệt vời rồi thì nay lại càng gì ạ, hoàn hảo hơn, tròn đầy hơn, nên là cuộc sống của chúng ta mỗi một ngày lại tuyệt vời hơn nữa. Và chắc chắn là có một ai đó, đúng không ạ, chị em mình đang nghe cái chương trình này, chúng ta cũng sẽ có được một cái cảm xúc, có một cái xúc cảm để chúng ta làm sao cùng với nhau gì ạ, cùng nhau điều chuyển, cùng nhau làm sao để cho cái hạnh phúc của mình nó thực sự là thăng hoa. Và đúng như vậy, khi mà cái biểu hiện ghen được xuất hiện có nghĩa là chúng ta đang lo lắng về một cái sự không an toàn nào đó, có đúng không nào? Thế thì rất là nhiều những cái sự ghen tuông sẽ xuất hiện, nhưng mà chị Nga cũng nói, chị Thanh cũng có chia sẻ, đúng không ạ, chúng ta phải làm sao để nó chuyển thành cái vị ngọt. Thế thì vậy câu hỏi ở đây là gì ạ? Nếu như là một người phụ nữ đang thực sự hạnh phúc thì cái biểu hiện cần ở trong cái cuộc sống, ở trong cái tình yêu lứa đôi, cái biểu hiện cần ghen có thực sự cần ở trong cái cuộc sống của tình yêu lứa đôi hay không? Đấy là cái câu hỏi mà cái câu hỏi này rất là tinh tế các chị, và Mai Linh cũng xin mời một người phụ nữ cũng tinh tế như vậy. Chị là một người phụ nữ đang sống rất là hạnh phúc cùng chồng và gia đình của mình cũng phải đến gần 20 năm rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng nghe cái chia sẻ cũng như câu chuyện của chị, xem là cái hương vị ghen của chị trong tình yêu hạnh phúc của chị như thế nào nhé. Em xin mời chị Cẩm Tú Phạm đến từ Việt Nam. Tú xin cảm ơn MC Mai Linh xinh đẹp, cũng như là Tú xin gửi lại lời chào đến tất cả các chị em đang nghe cái chương trình Woman to Woman Talk. Phải nói cái chủ đề ghen là cái chủ đề nó rất là hay, tại vì thực sự là bản thân Tú nghĩ là bản thân Tú thì cũng đã qua hết các giai đoạn từ thiếu nữ này, yêu đương này, để đến khi là lấy chồng và ở với chồng cũng 18 năm rồi. Nếu mà hỏi là cái chuyện ghen đối với mình có xảy ra trong cái từng cái năm không thì chắc chắn rồi. Người ta có cái câu ý mà Tú rất là thích như thế này, tình yêu thì đẹp như bông hồng, còn việc ghen thì nó giống như là những chiếc gai. Mọi người có thấy không ạ? Hoa hồng thì có thể nào mà không có gai được không ạ? Chắc chắn là hoa hồng thì phải có gai, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề là cái gai đấy á, nó làm cho bông hồng nó tô điểm đẹp thêm, hay là nó làm cho cái bông hồng nó trở nên là sắc nhọn, thì cái đấy nó tùy theo cái sự cảm nhận của mỗi người và cái sự điều tiết của mỗi người, làm sao mà để cho cái việc ghen của mình á, nó thi vị. Vậy thì ghen á, thì không có cái ghen á, thì thực sự là tôi nghĩ là chắc nó cũng... chắc là nhất là đối với phụ nữ mình, nếu mà được chồng ghen một chút thôi, mình cảm thấy chắc là rất là hãnh diện, thực sự là như vậy. Tức là phải có quan tâm đến mình này, có để ý đến mình này, thì mới có những cái biểu hiện ghen. Tất nhiên là mức độ thì khác nhau, nhưng mà tôi nghĩ là ghen ở cái mức độ đó thì nó rất là thi vị, nó chỉ làm cho cái tình yêu đậm đà thêm thôi, chứ nó không có nghĩa là nó làm cho tình yêu nó bị tệ đi. Nhưng tôi cũng đã chứng kiến rất là nhiều chị em á, là sống trong một cái với bên cạnh người chồng mà quá là ghen. Vì trước đây bản thân Tú đi làm, Tú có làm cùng với một người chị này, thì tại sao mà Tú thấy rất là lạ là mỗi lần mà chụp hình tập thể á, là chị bao giờ chị cũng đứng tách ra, không bao giờ dám đứng cạnh một cái bạn đồng nghiệp nam để mà chụp một bức ảnh tập thể luôn. Thì lúc đấy Tú rất là đặt câu hỏi, ủa tại sao vậy ta, tại sao lúc nào chị thấy mà đứng cạnh một nam lại chị đẩy ra là chị phải kéo một bạn nữ và chị đứng gần. Thì sau này khi mình tìm hiểu thì mình cũng được biết là do chồng của chị ghen quá. Và tự nhiên tôi cảm thấy, tôi hình dung thôi, tôi bảo ôi nếu mà
khi mà ghen mà kiểu như là bị ở cái trạng thái mà mất cái lý trí này, rồi làm cho cái đầu óc nó không còn tỉnh táo, rồi là cái cảm xúc lúc nào cũng dâng tràn lên những cái hình ảnh không được tiêu cực về cái nửa kia, tại vì có thể mình yêu quá hoặc là mình sở hữu người kia quá, rồi là đến mức độ mà làm cho ăn không ngon, ngủ không yên và cuối cùng là cũng không kiểm soát được hành vi. Thì thực sự cái biểu hiện ghen đấy tôi nghĩ nó trở thành một cái những cái gai nhọn trong một cái bức tranh đẹp là tình yêu hay là hôn nhân. Thì như vậy thì với mỗi chúng ta thì chúng ta nên là nên kiểm soát cái chuyện cái hành vi về cái việc mà mình ghen tuông, đúng không ạ? Bởi vì trong cái thời buổi hiện nay á, thì cái việc mà phụ nữ hay đàn ông cũng vậy, cái việc mà giao tiếp bên cạnh vợ mình thì giao tiếp với những người khác tới là rất nhiều. Nếu mà chúng ta với ai chúng ta cũng nổi cơn tam bành ghen tuông và chúng ta tưởng tượng ra đủ thứ những hình ảnh tiêu cực, đó là bản thân do chúng ta chưa thực sự tự tin vào mình hoặc là chúng ta chưa có tin vào cái tình yêu của người kia dành cho mình. Chính vì vậy mà hai cái trạng thái đấy thì đều là hai trạng thái, đối với bản thân Tú thì Tú thấy là mình đều cần phải nhìn nhận lại chính bản thân mình, tại sao mình lại luôn luôn có cái cơn ghen như vậy và luôn luôn không yên tâm về nửa kia, có phải do mình chưa tự tin ở điểm nào thì mình hãy khắc phục điểm đó, hoặc nếu mình chưa có thực sự là đặt niềm tin vào người kia thì mình hãy nhìn lại xem người kia có cái điểm gì để mà khiến cho mình không yên tâm, thì mình hãy thẳng thắn với nhau. Đối với Tú là như vậy, cho nên là việc ghen mà nếu mù quáng mà dẫn đến những cái hành vi mà làm tổn hại đến cái người mình yêu thương thì tôi nghĩ nó không còn là cái chuyện mà ghen dễ thương, không phải vị ngọt nữa rồi, mà nó thực sự nó là một vị đắng. Và cuối cùng của việc ghen cũng thể chỉ là làm sao để cho chúng ta thể hiện được cái tình yêu của mình đối với cái người bạn đời của mình hay với cái nửa kia của mình, đúng không ạ? Cho nên cái việc mà có cái quy tắc trong cái việc, có cái văn hóa trong cái việc ghen đối với Tú nó vô cùng quan trọng. Ghen thì phải có, nhưng mà nó có văn hóa và có một cái sự chừng mực. Và cũng nhân đây tôi kể một cái câu chuyện thú vị này nữa là Tú cũng biết có một chú nghệ sĩ, thì các bạn mọi người cũng biết là cái môi trường của những người hoạt động nghệ thuật thì thực sự là cái môi trường nó rất là tiếp xúc rất là nhiều người hâm mộ. Đấy, thành ra cái cô vợ của những người nghệ sĩ thực sự là họ phải là những người mà có một cái đầu lạnh, một trái tim nóng như nào đó. Thế thì mình cũng nhớ một cái câu chuyện thú vị như thế này, tức là cái cô vợ này bất chợt về nhà thì tự nhiên thấy có một đôi dép của một cô nữ với lại người chồng của mình ở dưới nhà đó, thì hai người lại không ngồi, nói chung là đang ở trên lầu hay gì đó mà nghe cái tiếng giống như là cười rúc rích gì đấy. Thì cô vợ rất là tế nhị, cô vợ thay vì chạy thẳng lên trên lầu thì cô vợ rất là tế nhị, cô vợ nói: anh ơi, anh đang dạy học, anh đang tiếp khách cả, để em chạy đi mua nước nha, thì có gì chờ chút xíu là em quay về. Và khi quay về thì cô thấy hai người đã ngồi ở dưới phòng khách rất là chỉnh tề trang phục, và sau đó cái chuyện nó không bao giờ xảy ra nữa. Thì đối với bản thân Tú thì Tú cũng đánh giá về cái việc ghen của cô này là có chừng mực, có văn hóa, không làm chồng mất mặt, nhưng cũng là một cái lời cảnh cáo anh chồng, nếu tại vì thực sự cô không nhìn thấy, cô không leo lên trên lầu, cô không thấy gì cả, cho nên cứ coi như là cô tin anh chồng đi, và là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng ngọt ngào thôi. Và từ đấy thì tôi biết là không còn chuyện đấy xảy ra, vì hai vợ chồng này cũng khá thân với gia đình Tú, và sau đó là cũng hay đến kiểu như chia sẻ tâm sự á. Cho nên đấy là một cái câu chuyện về việc ghen mà Tú thấy cũng rất là thú vị để mình học hỏi được. Cho nên mọi người nhớ ha, tình yêu thì đẹp như là bông hoa hồng, còn ghen thì như những cái gai, chắc chắn là đừng để những cái gai đâm vào tay chúng ta và làm cho chúng ta chảy máu, mà hãy để nó là chỉ là những cái gì đấy cho bông hồng nó được đẹp thôi. Rồi, tôi xin cảm ơn Mai Linh và xin cảm ơn tất cả các chị em đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Tú ha. Cảm ơn chia sẻ của chị Cẩm Tú. Và em thấy rằng là đúng là tình yêu thì đẹp như hoa hồng thật, nhưng mà mắt không thấy thì tim không đau các chị. Câu chuyện của chị Tú cũng làm cho chúng ta thức tỉnh, đúng không nào? Và Mai Linh thì nhận thấy rằng là rất là nhiều chị em phụ nữ họ phải bắt tận tay, dây tận trán. Cái điều đó thì nó có thực sự là làm cho chúng ta thỏa mãn cái tình yêu của mình hay không, đúng không ạ? Và đấy có phải là cái nghệ thuật ghen hay không? Nên là như chị em mình ở đây thì em Mai Linh nhận thấy rằng là suốt một cái hành trình dài, chúng ta đều là những người mà chúng ta đang ở một cái xu hướng, một cái nếp sống chúng ta yêu bản thân mình, chúng ta trân trọng cái giá trị của bản thân mình, chúng ta rất là văn minh, đúng không ạ? Ngay kể cả cái việc ghen tuông chúng ta cũng đã giúp nhau kiểm soát được cái cảm xúc của chúng mình. Thì khi kiểm soát được cảm xúc rồi thì chúng ta mới biết được cái định
mới thực sự lúc đấy biết là chúng ta cần phải làm cái gì tiếp theo. Câu chuyện của chị Tú cũng là một cái lời cảnh tỉnh, hay là cũng là gì ạ, một cái nhắc nhẹ để cho chị em mình thấy rằng là gì ạ, chúng ta cũng phải gì ạ? Rất là tinh tế trong cái cuộc sống hôn nhân và gia đình, trong cái cuộc sống lứa đôi của vợ chồng, bởi vì đấy chính là cái hương vị. Nhưng mà có cái tình huống là gì ạ, nhiều khi cũng kéo diều rất là nhiều lần, kéo diều về rất là nhiều lần, cũng tinh tế rất là nhiều lần, cũng tế nhị rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái chuyện đó nó vẫn không thể nào mà thay đổi được, đúng không ạ? Đó chính là cái nghệ thuật của cuộc sống. Thế thì vậy, ghen là cần phải nghệ thuật. Và cái góc nhìn đúng và sai ở cái nghệ thuật ghen là như thế nào? Thì tiếp theo em xin mời chia sẻ của một người chị cũng rất là nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm. Với chị là một người phụ nữ, là một người vợ, có chồng là một nghệ sĩ, thì chị sẽ chia sẻ cho chúng ta góc nhìn của chị về cái nghệ thuật ghen. Xin mời chia sẻ của chị Aloha đến từ Mỹ. Xin mời chị Aloha. Có lẽ là Aloha. Vâng ạ. Xin chào tất cả các chị em phụ nữ ở trong Zoom. Mai Linh có nghe được chị Hà không? Nghe được rồi ạ. Hello. Xin mời chị. Ok rồi, thì Internet. Xin chào tất cả các chị em ở trong Zoom ngày hôm nay. Happy Mother's Day đến tất cả các anh chị em, các chị em phụ nữ xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay là ngày lễ của mẹ. Thì Hà cũng bắt đầu buổi sáng, thì ngày hôm nay là ngày đặc biệt ha. Chúc cho các anh chị được nhiều hạnh phúc nhất nha, với các con ở bên gia đình. Tên đầy đủ là Angelina Hà Montecito, đến từ Bắc California. Nói về cái chủ đề này thì thật sự ra là rất là hay, thú vị và rất nhưng mà cũng có một cái mong muốn ở trong đầu. Wi-Fi chị Hà có bị vấn đề thì cũng chúng ta trời sinh ra ai cũng có bốn cái điều kiện, đó là công việc của chúng ta. Cái này thì hồi nãy Mai Linh cũng có nói là nhiều cái sự ghen khác nhau. Đúng rồi, Wi-Fi Hà có vấn đề. Thôi thì chắc là Hà phải nhường lại cho ai đó. Sáng giờ là Wi-Fi không có chạy được luôn. Hello, em Mai Linh. Vâng ạ, không sao, thật là tiếc. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có những cái giải pháp, đúng không ạ? Đó là cái nghệ thuật trong cuộc sống. Có những cái trục trặc cũng như là cái IT hay là mạng Internet nhiều khi chúng ta không kiểm soát được, nhưng chúng ta sẽ kiểm soát được mình. Chứ nếu như mà bây giờ mà lại biểu hiện ra là gì ạ? Chúng ta không vui vẻ, không hoan hỉ, đấy là biểu hiện của sự ghen đó các chị. Không sao, chị Aloha sẽ mời chị vào một cái diễn đàn tiếp theo. Và bây giờ thì Mai Linh xin được mời một người phụ nữ tiếp theo sẽ chia sẻ với chúng ta cái góc nhìn của cái chủ đề ghen này. Và với chị thì chị sẽ có một cái góc nhìn như thế nào và hiểu như thế nào cũng sẽ giúp một phần trong cái nghệ thuật ghen, trong cái tình yêu của đôi lứa. Xin mời chia sẻ của chị Thanh Hiền đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam ạ. Xin mời chị. Rồi, cảm ơn Mai Linh rất là nhiều cho Hiền có cái cơ hội để chia sẻ ngày hôm nay. Xin chào tất cả các chị em xinh đẹp trong chương trình cũng như là đang xem live. Thực sự là mình rất là yêu thích cái chương trình này, mỗi tối thứ bảy thì đều dành cái thời gian để vào đây nghe. Và hôm nay có lẽ là một cái chủ đề mà mình nghĩ là nam hay nữ thì chắc chắn là cũng có một lúc nào đấy là mình có những cái cảm xúc như vậy, đúng không ạ? Và mình rất là nhớ một câu nói của các cụ ngày xưa là gì? Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, đúng không? Thì thường ấy là người phụ nữ thì sẽ ghen nhiều hơn, và có lẽ là mình cũng là một người rất là ghen. Mình nhớ là từ cái hồi mà mình còn tức là gọi là mới biết yêu đương ấy là mình đã ghen rồi. Mình rất hay ghen. Đấy, chỉ có điều rằng là cái ghen của mình thì mình không có gọi là phản ứng ra bên ngoài thôi, nhưng mà thực sự là nó làm cho mình cảm thấy rất là khổ sở luôn ấy. Vì là mình cứ lo lắng chuyện này chuyện kia. Đấy, nhưng mà sau khi mà từ từ khi mà mình lấy chồng rồi ấy, thì bắt đầu là từ từ mình nhận ra được rằng là thực sự là nếu mà mình muốn cuộc sống bình yên ấy, thì thứ nhất là mình phải có cái sự tin tưởng vào cái người chồng của mình. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải nhìn lại chính mình. Đấy, và cũng là đúc rút từ rất là nhiều các kinh nghiệm của chị em, thì mình thấy là cũng như Cẩm Tú nói thì rất là thích cái ý tưởng là tình yêu nó như là bông hoa hồng và cái gai là cái sự ghen tuông. Và thực sự là chúng ta muốn trong một cái gia đình hạnh phúc, ngay cả từ lúc mà yêu cho đến lúc lấy, đúng không ạ, thì cái việc ghen đấy nó chỉ là một chút gia vị mà thôi, không thể không ghen. Thực sự là như vậy, là con người thì phải ghen, đúng không ạ, không thể nào mà nói là bất kỳ chuyện gì mình không ghen.
nhiều khi đi đi ngoài đường á, là ví dụ như anh xã mình ấy nhìn thấy cái cô nào xinh ấy nhìn ngoái cả cổ theo luôn một vòng, tức là giống như là có những quân bẵng làm đang chở mình đi luôn ấy. Xong nhiều khi mình bảo là anh nhìn gì đấy, nhìn chỉ có con bé đi qua trông xinh phép. Hoặc là ngồi ăn tối ở nhà, nhiều khi là anh bạn qua nhà chơi chẳng hạn, nhưng ngồi ăn tối thì cứ bình phẩm cô này cô kia ở trên truyền hình ấy. Đấy, xong mà đặc biệt là những cái cô mà gọi là thời sự ấy, là hai người cứ ngồi nói chuyện như vậy rất là vô tư, tuy nhiên là không có một mình ở đấy luôn ấy. Xong mình nghĩ mà chứ thôi, nhưng mà kệ người ta nói ra được thì cũng là cái hay, chứ còn nếu các ông không nói ra, ông nhắn tin riêng hay làm cái gì thì mình còn lo lắng hơn. Cho nên là từ từ thì Hiền cũng hiểu ra, bởi vì mình cũng thấy rất là nhiều những cái việc là ghen tuông ở ngoài kia, nó làm cho mình cảm thấy là sự nóng giận rồi ghen tuông, nó làm cho mình nhiều khi làm mất ý chí đi. Và cũng có những cái thời điểm ấy là thực sự là mình cũng, tức là nó cũng chưa xảy ra cái chuyện gì đâu, nhưng mà mình sợ thôi, mình sợ rằng là nó xảy ra, tức là người ta nói là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ấy. Thì bắt đầu mình cũng có cái lo lắng, và mình cứ cảm giác như là buổi tối là anh ngồi ngoài hành lang, cảm giác như anh nhắn tin cho ai đấy, cứ cười cứ khai khúc khích, cái kiểu như vậy. Thì là ở trong mình chỉ muốn là xem là đang nhắn tin cho ai thôi, và cả một tuần liền, cứ đến tối về là bắt đầu mình cảm thấy cái đầu óc mình như vậy. Và cuối cùng là mình quyết định là mình phải ngắt nó ra, ngắt ngay lập tức, bởi vì mình không thể là mình sống giữa cái việc mà lúc nào mình cũng lo lắng ghen tuông như vậy. Và có những lần là mình hỏi như vậy chứ, anh nhắn tin cho ai mà cười có vẻ vui thế mà, à, cái con bé này nó ở phòng của anh, nó mới vào, nó lại hỏi anh mấy thứ rất là ngớ ngẩn luôn, không cho xem luôn chẳng hạn như thế. Thì tự nhiên là mình cũng coi như là bỏ ngay cái sự nghi ngờ luôn. Thế là đến bây giờ thì mình cũng thấy rằng là đúng là cái sự ghen tuông, một lần nữa mình khẳng định rằng là không thể không ghen, nhưng mà hãy biết khen, biết ghen một cách gọi là lịch sự, tế nhị, và đồng thời là mình hoàn thiện bản thân mình hơn, đúng không ạ? Để cho coi như là ông chồng mình, ông luôn luôn cảm thấy là mình vẫn là cái người vợ là có cái điều gì đấy thú vị ở trong mắt của chồng. Chứ không thì thực sự là đàn ông thì cũng đôi khi là người ta cái việc người ta thích cái đẹp mà, nhưng mà cũng không thể nào mà ngăn trở người ta việc là người ta nhìn thấy cái đẹp người ta khen hay là người ta nhìn theo, thì cái chuyện đấy bây giờ mình thấy là nó cũng rất là bình thường. Đấy thì cái quan điểm của mình nó là như vậy. Cảm ơn cả nhà lắng nghe, và mình xin được đích cho Mai Linh ha. Cảm ơn chị Thanh Hiền. Cái điều đó minh chứng rằng tại sao chị Thanh Hiền mỗi ngày lại một đẹp hơn các chị. Chị Thanh Hiền mỗi ngày lại đẹp hơn, xuất sắc hơn, đúng không ạ? Thì anh ấy chắc chắn là không còn ngoái cổ để nhìn như cô gái nữa. Thì rõ ràng trên cái hành trình này, chị Hiền là một người chuyển đổi, em Mai Linh chứng kiến và nhìn thấy rằng là mỗi một ngày là khác biệt. Bởi vì trước đây chị Hiền mà mặc một cái áo, một cái váy đẹp như bây giờ thôi là cũng bị ghen rồi đấy. Bởi vì sao? Anh ấy quá yêu các chị, quá yêu đôi khi cũng làm cho họ ghen, và ghen đôi khi làm cho mình cũng mệt mỏi. Nhưng khi họ nhận ra rằng cái niềm tin ở trong tình yêu, đúng không ạ? Cái người vợ của mình thực sự họ có yêu mình hay không, họ có tin tưởng vào cái tình yêu ấy hay không, thì dần dần mình sẽ là người sẽ giúp cho anh ấy nhận ra được những cái giá trị đó. Bởi vì khi về sống với nhau, chúng ta còn phải rất nhiều thứ cần tìm hiểu, chứ không phải là chỉ đơn giản là gì ạ, cơm áo gạo tiền hàng ngày, đúng không nào? Cảm ơn chị Thanh Hiền về một cái góc nhìn. Và tiếp theo nữa các chị, đấy là góc nhìn về phía phụ nữ rồi. Thế còn có một cái câu hỏi như thế này ạ, ghen thì có phải là đặc tính chung của chị em mình hay không, đúng không ạ? Và nếu là chị thì chị có muốn được chồng mình ghen hay không? Nếu như bây giờ các chị đặt câu hỏi là như vậy, các chị thấy sao? Có muốn được chồng mình ghen hay không? Đây có phải là gia vị không ạ? Và Mai Linh sẽ đi xin mời một người phụ nữ, đúng không ạ? Mai Linh cũng tin chắc rằng chia sẻ của chị sẽ đem lại rất là nhiều giá trị cho chị em chúng ta. Một người phụ nữ vô cùng hạnh phúc, và chị cũng đã có những cái trải nghiệm, cái cuộc sống với cả những cuộc sống tình yêu, và đến thời điểm này chắc chắn chị sẽ trao cho chúng ta những cái giải pháp tuyệt vời. Xin mời chia sẻ của chị Catherine đến từ Mỹ ạ. Rồi, cảm ơn em Dương Mê Linh rất là nhiều. Thân chào tất cả các chị em phụ nữ, những người bạn thân thương của mình ha. Thì mình cũng xin tự giới thiệu, mình là Catherine Nguyễn, hôm nay mình 64 tuổi và mình đang sống tại Hoa Kỳ. Thì mình có gia đình, có 4 người con. Mình đang sống với ông xã là mình lập gia đình lần thứ hai. Thì trong cái câu hỏi đó là ghen có phải đặc tính là phái nữ hay không, thì mình nghĩ rằng ai cũng, nếu mà con người sinh ra có trái tim là có, phải có biết ghen. Nếu mà ai nói mà không biết ghen đó thì mình không biết mình không biết sao đó. Cái đó thuộc lại là hiếm, nhưng mà không biết ghen có thể là tại vì mình chưa có
gặp cái điều kiện để mình ghen hoặc là gặp cái người chồng quá hiền. Ví dụ như ở trong đây mình có một cái người bạn cùng tuổi với mình, cô bạn của mình nói là cô bạn mình không biết ghen, không biết ghen bao giờ, nhưng mà tại vì ông xã quá là hiền, chứ nếu mà gặp mấy người ấy thì cũng phải nếm mùi ghen thôi. Mình thì mình nghĩ rằng cái ghen là cái nó cả phụ nữ và cả đàn ông, nhưng mà chỉ có cái là phụ nữ mình đó thì nhiều khi phần đông là ghen ồn ào tí xíu nhưng mà vô hại, còn mấy ông đó không ghen thôi, mà ghen đó nhiều khi đôi khi cũng rất là khá nguy hiểm. Nhưng mà mình thấy rằng nếu mà ghen nó là cái gia vị của tình yêu, nó là cái vị ngọt của tình yêu, nó chứng tỏ cái lòng mình yêu, nhưng mà nó ở một cái mức độ nào đó đó thì nó là cái vị ngọt, nhưng mà nếu mà tăng cái độ lên quá thì nó sẽ bị đắng, ngay thậm chí đắng mà đắng ngét luôn, đắng chát luôn. Là tại vì nếu mà mình ghen là để một cách mình chứng tỏ cái lòng mình yêu thương người đó đó thì rất là dễ chấp nhận, mà nếu mà ghen là để chứng tỏ cái sự mình muốn sở hữu cái người đó, tức là mình muốn ghen, mình muốn kiểm soát cái người đó, mình muốn sở hữu người đó, kiểm soát tất cả những cái hành vi, những cái tư tưởng nữa, thì cái đó là một cái ghen gọi là nó khá là bệnh hoạn và nó không có tốt tí nào hết. Đó là cái trải nghiệm của mình trong cái lần hôn nhân đầu tiên. Ông xã trước của mình cũng rất là tốt, một cái người tốt không phải lấy đâu, nhưng mà chỉ có cái là nó ghen một cách sở hữu. Thành ra đó là lý do tại sao mà mình lập gia đình lần thứ nhì. Thì mình cũng không muốn đi sâu về vấn đề đó, nhưng mà mình nghĩ rằng đó là cái phần lớn những người đàn ông mà có cái tính gia trưởng đó thì tùy theo cái người phụ nữ chấp nhận cái chuyện đó hay không thôi. Nhưng mà mình thì mình không có chấp nhận được. Mình tin rằng đó, vợ chồng ở với nhau dĩ nhiên có cái chuyện ghen tuông, tại vì yêu mà. Mình có nhớ một cái bài hát mà mình rất là thích ca sĩ Ý Lan hát, đó là bài Ghen đó ha. Cái bài Ghen không biết mấy chị có nghe không, tức là cái anh ấy ghen thì có thể nói là ghen quá mất rồi, chỉ vì là yêu quá mà thôi. Thì cái ghen đó nó rất là dễ thương, ghen cả cái con đường đi lối về của người đó mà ghen một cách nhẹ nhàng dễ thương, cái đó nó rất là tốt. Thành ra trong cái câu hỏi nó là mình muốn có người chồng hay là người yêu ghen mình hay không, thì chắc chắn là mình muốn, chắc chắn là mình muốn cái điều đó. Hình như cái sống của mình nó bị vấn đề. Chắc chắn là mình muốn chồng mình thỉnh thoảng cũng có ghen, chứng tỏ là chồng mình yêu mình. Nhưng mà ghen mà ghen phải có văn hóa. Còn ngược lại phụ nữ cũng vậy, cái kinh nghiệm của mình đó là mấy chị cũng vậy, mấy chị cũng không có nên mình yêu chồng mình, dĩ nhiên mình bày tỏ cái ghen, ví dụ giống như hồi nãy Thanh có nói nhéo một chút xíu hay là ấy một chút xíu hay là gì đó đó, thì nó vui. Hoặc là ví dụ như khi mình nói là anh ra đường không được nhìn ai, chỉ nhìn em thôi hay là gì đó đó, thì nó dễ thương. Nhưng mà như hồi nãy cái câu chuyện của Tú kể đó, mình rất là thích cái lối ghen của cái chị đó. Đó là gọi là ghen có văn hóa và ghen để giữ chồng, chứ không phải ghen để đẩy chồng đi cho người khác. Là tại vì nếu mà mình ghen đó mà mình làm lớn chuyện, mình làm to tiếng hay là mình làm mất mặt chồng đó, thì vô hình chung là mình đẩy đi cho người khác, và mình nghĩ là cái điều đó nó không có tốt một tí nào hết trơn á. Thành ra ghen có nhiều level, mấy chị cũng vậy. Ghen tức là bày tỏ lòng yêu thương, tạo cái vị ngọt, một cái cảm xúc, một cái xúc tác cho cái tình yêu của hai người. Mình có ông xã mình thì cũng khá là một cái người khá là được nhiều người ái mộ. Mình có cô bạn hỏi là mình có ghen không, mình nói là dĩ nhiên là có, nhưng mà mình chỉ theo dõi. Và mình không bao giờ ghen với những người theo chồng mình. Mình chỉ ghen khi nào chồng mình có ý định theo ai khác thôi. Là tại vì các chị có muốn là mình có một người chồng mà đi đâu ai cũng thích, ai cũng ngưỡng mộ không? Hay là mấy chị thích có một cái người chồng là đi đâu ai cũng không nhìn tới, một cái bóng hình rất là mờ nhạt. Thành ra nên tức là đúng lúc. Và mình có nhớ ngày xưa ở trong đây có một cái người bạn rất là thân, là chị Aloha đó, thì biết cái câu chuyện ghen của mình. Và mình không có thời gian để kể đây, nhưng mà đại khái tóm lại là có một cái người theo mình, theo chồng mình rất là sát và làm mọi cách. Nhưng mà mình biết, và mình khi mà mình biết vậy đó thì thay vì mình kiếm chuyện thì mình lại càng thân với cái cô đó. Mình thân
thân đến nỗi là thân mình kể tất cả, mình hay kể những cái chuyện gì giữa chồng mình nữa. Nói chung là, và có một cái hôm đó đến thân hơn nữa, đến nỗi khi mà cái cô đó cũng nhìn nhận ra được cái cổ là không có cái cửa, thành ra cổ là cái người tự động rút lui. Và những cái lần như vậy mình cảm thấy rằng nếu mà mình làm to chuyện, nếu mà mình ấy lên chồng mình mất mặt thì chắc chắn là mình mất chồng luôn. Thành ra mình kết lại cái chia sẻ của mình ở đây, đó là nếu mà mấy chị đó giữ chồng ha, như là thả diều, lúc gần lúc xa nhưng mà lúc nào cũng nắm chặt cái dây diều, nếu mà có chuyện gì thì mình từ từ mình kéo lại nhẹ nhàng thôi. Đó, nó là như vậy. Rồi, cảm ơn cảm ơn sự theo dõi của các chị. Wow, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ của chị Catherine. Và Mai Linh thì cũng rất là may mắn được làm việc cùng với anh chị và được biết rằng anh là một người đàn ông đúng không ạ? Được rất 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 nhiều người phụ nữ mến mộ, có thể nói là idol, một cái hình mẫu của anh chị. Thế thì vậy, khi mà người chồng của mình là một hình mẫu như vậy thì chắc chắn người phụ nữ ở đằng sau họ cũng phải có những cái giải pháp vô cùng là khác biệt và phải làm sao để giữ được anh ấy bên mình. Nhưng cái câu nói mà Mai Linh cũng được anh chia sẻ ở đây là gì? Anh nói rằng là lâu lắm rồi, phải mấy chục năm rồi, mình đi làm là phải có vợ đi cùng. Đấy có phải là bí kíp không các chị? Thế thì vậy bây giờ nếu như các chị mà đang thực sự mà yêu anh ý, thực sự là muốn anh ý ở bên mình, thì mình hãy chọn một cái giải pháp là nếu như có một cái phương tiện để mình được hai vợ chồng cùng đồng hành với nhau mà lúc nào cũng có mặt đúng không ạ, lúc nào cũng được ở bên cạnh, thì cái điều đấy có thực sự là tuyệt vời không ạ? Thế nhưng mà qua đó thì chúng ta lại cần phải gì ạ? Nâng tầm bản thân mình nhiều hơn nữa. Và qua câu chuyện của các chị thì em nhận ra rằng là gì ạ? Tất cả chỉ để là giữ lửa cho cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chúng ta mà thôi đúng không ạ? Cho cái cuộc sống gia đình của chúng ta mà thôi. Đôi khi trong trái tim nó có hàng nghìn ngăn mà các chị, thì có một cái câu nói trong một cái bài hát là hãy cho tôi một ngăn nhỏ trong 1.000.000.000 ngăn trái tim em. Thế thì đôi khi các anh có cần phải vào trái tim mình đâu, chỉ cần một chút xíu thôi mà. Thế thì vậy, khi mà mình hổng cái chỗ nào thì cái chỗ đó các anh ấy sẽ đi tìm. Hay là bản thân mình là phụ nữ cũng vậy thôi ạ, mình bị hổng chỗ nào thì mình sẽ đi tìm cái chỗ đó. Nhưng nếu như hai vợ chồng mà biết cùng nhìn với nhau và cùng có một cái mục đích, một cái mục tiêu là một cái cuộc sống dài hơn, thì chúng ta sẽ biết cách lấp đầy cho nhau vào những cái khoảng trống đấy. Và chúng ta có những cái diễn đàn, có những cái người bạn, có những cái sân chơi để làm sao chúng ta được đồng hành cùng nhau. Thì đấy, nó vừa lại là cái liều thuốc đúng không ạ, vừa là những cái viên kháng sinh để làm sao chúng ta chống được những cái vết thương, những cái tổn thương, những cái vết thương mà chúng ta hàng ngày chúng ta bị chạm tới. Thì dần dần những cái điều đó nó sẽ rất là bình thường thôi ạ. Nó gọi là gì ạ? Kháng thuốc. Mà khi kháng thuốc rồi thì thực sự thì chúng ta cảm thấy mọi thứ nó rất là bình thường. Nhưng thực ra chúng ta không thể kiểm soát được cái cuộc sống mỗi một ngày nó thay đổi và nó chuyển động, mà chúng ta chỉ kiểm soát được chính mình mà thôi. Nếu như có bất cứ một cái điều gì nó xảy ra, mình hãy nhìn lại mình đúng không ạ? Hãy quay trở về và hãy ngồi xuống và cùng nhau để trao đổi cái điều đó. Thì em thấy được rằng là sau chia sẻ của các chị, tất cả chúng ta vẫn phải gì ạ? Tu luyện bản thân mình đúng không ạ? Nâng tầm bản thân mình đúng không ạ? Xinh đẹp hơn, làm sao để chúng ta gì ạ? Đánh son chứ không đánh ghen, giữ sắc chứ không phải giữ chồng đúng không ạ? Và sau khi chia sẻ của các chị thì em Mai Linh xin mời người quay trở lại với diễn đàn của chúng ta để tổng kết cái chủ đề ngày hôm nay. Đó là xin mời chị Nga Tôn. Rồi, xin cảm ơn Mai Linh, xin cảm ơn tất cả các chị em tuyệt vời, phải không quá, phải không các chị em? Phải nói rằng là chúng ta hôm nay được nghe những cái chia sẻ hết sức là tuyệt vời luôn. Và mỗi người đều có những câu chuyện và mỗi người đều có những cái góc nhìn hết sức là tuyệt vời. Vậy thì rõ ràng rằng là ghen nó là điều rất là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta đúng không ạ? Nó rất là nó giống như là cộng tú có nói câu chuyện là giống như là cái gai trong của bông hồng đúng không ạ? Nếu như bông hồng mà không có gai thì nó không còn đẹp nữa. Thế nên rằng là trong cuộc sống, trong nhất là trong cái cuộc sống hôn nhân hay là tình yêu đôi lứa, thì cái việc mà có một chút ghen gì đó thì nó sẽ làm tăng thêm cái gia vị trong cái cuộc sống của mình. Và nhưng mà ghen như thế nào để nó có văn hóa này, ghen như thế nào để cho đối phương cảm thấy rằng là nể phục này, rồi ghen như thế nào mà mình ở một cái vị thế mà sao đối phương coi như là phải nể, thì đó chính là cái mà chị em chúng ta cần phải học ha, và cũng cần được trau dồi, được chia sẻ với nhau những điều như vậy. Để làm sao đó mà khi mà chúng ta được ghen hay là chúng ta ghen, nó cũng là một cái điều mà đem lại cho người ta một cái dấu ấn thú vị đúng không ạ? Nếu như mà bữa ăn mà chúng ta không có muối á, đúng không ạ, thì nó cũng sẽ rất là nhạt nhẽo. Và trong tình yêu không có ghen
thì cái tình yêu nó cũng rất là mờ nhạt. Thế nhưng mà nếu như mình ghen quá hay là ghen không đúng cách thì vô tình mình lại đẩy đối phương đi xa, đúng không ạ? Và làm cho cảm thấy rằng là ngột ngạt, khó chịu và đối phương lại càng xa rời chúng ta. Thì ở đây các chị em đã kể về những cái câu chuyện mà mình đã từng ghen hay mình đã được ghen như thế nào, phải nói rất là hay luôn. Và rất là nể phục các chị là ở cái sự ứng xử, đúng không ạ? Giống như chị Catherine thì sao ạ? Với một cái đối phương như vậy thì mình lại càng thân thiết hơn, mình gần gũi hơn và mình kể cho họ nghe những cái cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng mình chẳng hạn như vậy, thì họ sẽ tự động họ biết cách rút lui. Hay là câu chuyện của Cẩm Tú, một cái người quen của Cẩm Tú, phải nói rằng là rất là tế nhị, đúng không ạ? Đánh động thôi là biết rồi đấy, tôi có mặt rồi đấy, tôi biết rồi đấy, chỉ cần như thế thôi, và là đi mua nước để thấy rằng là cái người, để thấy rằng mình cái cách cư xử nó rất là có văn hóa và làm cho đối phương rất là nể phục. Thì đó chính là cái mà trong cuộc sống chúng ta đều cần phải học hỏi. Và bên cạnh đó thì sao, chúng ta nâng cấp bản thân chúng ta, đúng không ạ? Nâng cấp bản thân chúng ta để làm sao đó để mình không cảm thấy là mình thiếu tự tin. Tại vì mình vẫn biết rằng là cái người mà ghen á, là cái người mà ghen quá đáng á, đó là cái người thiếu tự tin về bản thân, cảm thấy mình bị thua sút cái gì đó, cảm thấy mình không bằng cái đối phương kia hay mình như thế nào đó, thì mình mới đi bo, mình giữ, mình sợ mất, đúng không ạ? Nhưng là nếu như mà chúng ta học được cái cách mà chúng ta nâng cấp bản thân chúng ta, trở thành cái con người mà có giá trị hơn và chúng ta tự tin hơn, thì chắc là chúng ta sẽ không ghen vớ vẩn, đúng không ạ? Ở đây là ghen vớ vẩn, nên là mà chúng ta sao cảm thấy mình tự tin rồi. Và đây lúc nãy như chị Catherine nói là có một người bạn đó là không biết ghen, đúng không ạ? Thì có thể rằng là người kia sẽ rất là hiền lành, chắc là thôi không bao giờ đi đâu cả đâu, nên mình chả có gì phải ghen. Cái thứ hai là có thể bản thân chị rất là tự tin rằng là rồi anh có đi đâu đi chăng nữa, hay là anh có gặp cô nào đi chăng nữa, anh chắc chắn là không thể bằng em được rồi, không thể bằng mình được rồi, nên rằng là không việc gì phải ghen cả, đúng không ạ? Thành ra là nó có rất là nhiều góc độ. Thì khi chúng ta cũng phải hiểu cái người bên cạnh chúng ta, người chồng hay là người bạn của chúng ta, bạn trai của chúng ta như thế nào, thì mình để có những cái ứng xử nó phù hợp. Thì cuối cùng thì vẫn chính là cái mà do cái khẩu vị của mỗi người, đúng không ạ? Để mà có thể có cái ghen ứng xử, giống như là cái người thích ăn thế này, thích ăn thế kia, thích mặn một chút, thích cay một chút chẳng hạn như vậy, thì gọi là cái nồng độ cái nồng độ nó cũng sẽ khác nhau, đúng không ạ? Làm sao thì vẫn cuối cùng làm sao mà cuộc sống chúng ta viên mãn, hạnh phúc. Và mình nhìn ở đây thì hình ảnh của các chị, đúng không ạ? Các em, những cuộc sống như vậy, thì đó là cái mà mình luôn luôn nhắc nhở và luôn luôn cùng muốn hướng đến cái điều đó. Mình rèn giũa bản thân mình mỗi ngày, mình nâng cấp bản thân mình mỗi ngày, và mình học hỏi mỗi ngày để làm sao cái cuộc sống của chúng ta càng ngày hạnh phúc hơn. Tại vì cuối cùng thì cái đích đến của tất cả chúng ta trong cuộc sống này cũng để làm sao mà hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Nên rằng lại chúng ta đều mong cầu và mưu cầu hạnh phúc. Nên rằng là mỗi một cái gia vị cuộc sống, hay là để cho cuộc sống chúng ta nó có nhiều màu sắc, thì chúng ta cũng đặt cái tâm của chúng ta ở những cái vấn đề khác, chứ không phải chỉ chăm chăm vào một người nào đó, đúng không ạ? Là vợ, là chồng, là con, là cái đi chăng nữa đi, thì mỗi người, đúng không ạ? Giống như lúc nãy con bài thơ là chúng ta cho tôi một ngăn nhỏ, đúng không ạ? Thì mỗi thứ nó là một ngăn, thì khi mà chúng ta không bị hụt hẫng khi mà một cái ngăn là nó mất đi, đúng không ạ? Nên là đó là cái việc mà chúng ta cần làm sao lấp đầy những cái khía cạnh trong cái cuộc sống của chúng ta để chúng ta cân bằng và chúng ta hạnh phúc hơn ha. Thì rất là cảm ơn các chị, các em đã có những cái chia sẻ hết sức là tuyệt vời. Và những anh chị, những chị em nào cũng đã xem like, cũng đã những có những comment, đã có những cái như chia sẻ, thì rất là cảm ơn đã tương tác cùng với chương trình, cùng với các chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Và rất là mong cái sự tiếp tục theo dõi, cái sự ủng hộ của các anh chị em mình ở khắp nơi cho chương trình của chúng ta ngày càng phong phú hơn, ngày càng hấp dẫn hơn ha. Rồi một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các chị em của mình, và chúc các chị em ở Việt Nam có một buổi tối ngủ ngon, và chúc các chị ở Mỹ buổi chiều ha, giờ thì đang là buổi chiều, một buổi chiều thật là tuyệt vời, ấm áp. Và một lần nữa chúc mừng tất cả những người mẹ trên thế giới này, hôm nay là ngày của mẹ, được luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn được bình an vì những thiên chức làm mẹ.